Xin chào tất cả anh chị và các bạn, tên tôi là Phan Anh và tôi tiếp tục chia sẻ với các anh chị trong series các bài học video hướng dẫn các anh chị chạy quảng cáo, bán hàng và kiếm tiền trên Facebook. Facebook là một cái công cụ bán hàng rất tuyệt vời tại thị trường Việt Nam và trên thế giới hiện nay. Và các anh chị có muốn kiếm được nhiều tiền hơn nữa không ạ? Chắc chắn là có rồi đúng không ạ? Các anh chị có muốn bán được nhiều hàng nữa không ạ? Vâng, chắc chắn là có rồi. Vậy thì bí quyết của ngày hôm nay sẽ là gì? Bí quyết ngày hôm nay sẽ được chia sẻ trong cái bài học, trong cái cuốn sách này có tên là Bán hàng trên Facebook, được viết bởi tác giả Nguyễn Phan Anh, tức là tôi. Và tôi đã cập nhật cái cuốn này năm 2016 và sẽ dành riêng cho các anh chị tham gia cái chương trình học. Và cái bài học ngày hôm nay, một cái video ngày hôm nay, tôi muốn nói về một cái chủ đề trong cuốn sách này. Đấy là các tuyệt chiêu, các kỹ thuật để tung chương trình khuyến mại. Tung chương trình khuyến mại các anh chị nhé. Các anh chị đều biết rồi, muốn bán được nhiều hàng thì phải có khuyến mại. Theo cái thống kê nghiên cứu, hành vi của người Việt là rất là thích khuyến mại, kể cả tôi cũng thích khuyến mại. Các anh chị có thích khuyến mại không ạ? Chắc chắn là có đúng không ạ? Ví dụ như là học 3 khóa thì giảm giá bao nhiêu tiền, học 1 khóa thì giảm giá bao nhiêu tiền, vân vân. Hay mua cái lọ tặng cái chai, đấy là cái chương trình khuyến mại và rất là phổ biến. Và người Việt rất thích khuyến mại. Càng khuyến mại nhiều, càng khuyến mại sâu càng tốt. Và bây giờ không những khuyến mại nhiều, khuyến mại sâu mà khuyến mại còn phải hay, sốc độc lạ. Thì tôi xin phép trình bày với các anh chị một số những cái hình thức khuyến mại cơ bản và lấy một số ví dụ cho các anh chị để các anh chị hình dung ra cách làm và áp dụng nhé các anh chị nhé. Thứ nhất là giảm giá giả vờ, tức là chúng ta nếu mà không thể giảm giá thì chúng ta cũng có thể là giảm giá một chút ít đấy, thì tôi gọi nó là giảm giá giả vờ. Bởi vì có những cái mặt hàng cao cấp chúng ta không thể giảm giá được nhiều, ví dụ như iPhone chẳng hạn, đúng không ạ? Thứ hai là giảm giá thanh lý, đúng không ạ? Giảm giá thanh lý tức là mình sẽ thanh lý vào cái dịp đặc biệt hoặc là vào những cái dịp cuối mùa hoặc thậm chí là đầu mùa mình đã thanh lý rồi. Chẳng hạn như là 99k, 199k thì bạn đã có thể là mua được bất kỳ một cái sản phẩm nào, được chưa ạ? Chúng ta có thể sử dụng phương pháp số 3, đấy là giờ vàng, ngày vàng, tuần lễ vàng, tháng vàng, năm vàng, cái gì cũng được. Đấy là một cái cách làm mà các cái nhà bán lẻ hiện nay áp dụng rất là nhiều các anh chị ạ. Ví dụ như hãng XC có thể đưa ra cái giá giờ vàng và giá sốc, đúng không ạ? Giảm giá rất là sốc một số cái sản phẩm cụ thể và một cái khoảng thời gian cụ thể. Thứ tư đấy là khuyến mại giá sốc, đúng không ạ? Mua một sản phẩm tặng một sản phẩm hay là đồng loạt với tất cả các mức giá là 399, 299k hay là vào mùa lễ hội bạn giảm giá sâu, đúng không ạ? Hay là Black Friday của Mỹ và của Việt Nam, đúng không ạ? Ngày thứ 6 đen tối giảm giá rất khủng khiếp. Thứ năm đấy là kỹ thuật đặt giá lẻ, đúng không ạ? Ví dụ như 99k hay là 199k, đấy gọi là những cái kỹ thuật đặt giá lẻ để giúp khách hàng cảm thấy rẻ hơn, được chưa ạ? Giảm giá theo thời gian, thứ hai giảm giá 20%, thứ ba giảm giá 30%, thứ tư giảm giá 40%, thứ năm giảm giá 50% hay giảm giá ngược. Vâng, nhưng với điều kiện là mình không được nói cho khách hàng biết để khách hàng luôn luôn cảm thấy là bất ngờ với các chương trình của mình, đúng không? Giảm giá khi mua nhiều sản phẩm, hình thức bán hàng này để thúc đẩy tăng doanh số bán hàng rất nhiều. Hình thức này thì tôi đi Trung Quốc, tôi mua hàng ở bên Trung Quốc thì tôi thấy là họ rất là hay áp dụng, đúng không ạ? Ví dụ mua một cái áo sơ mi thì giá là 1 triệu, nhưng mua hai cái thì giá lại là 1,7 triệu, và mua ba cái thì có thể giá chỉ có 2,5 triệu hay là 2,2 triệu thôi, ví dụ như vậy. Tức là nó rất kích thích chúng ta sẽ mua nhiều. Hoặc là mua một quả táo thì giá là $1, nhưng mà mua 6 quả táo thì giá chỉ có $4. Thì người ta sẽ bao giờ người ta cũng sẽ lựa chọn mua 6 quả táo với giá $4 vì người ta cảm thấy được rẻ. Và đấy chính là cái cách bạn sẽ luôn bán được nhiều hàng hơn, bán được nhanh hơn, có đúng không ạ? Giảm giá kép, đúng không ạ? Tức là chúng ta vừa giảm giá theo phần trăm, chúng ta lại bốc thăm trúng thưởng, chúng ta lại tặng thêm quà, hoặc là giảm giá chiết khấu thêm nữa trên một cái ngưỡng thanh toán nào đó. Đấy gọi là giảm giá kép, đúng không ạ? Số 9 là chúng ta có thể đưa ra các cái chương trình bốc thăm trúng thưởng. Và hiện nay thì rất là nhiều đơn vị họ đưa ra các cái giải thưởng rất là lớn, và cái chương trình bốc thăm trúng thưởng lại là gì ạ? 100% trúng, đúng không ạ? Ví dụ cái người ta trúng chỉ là những cái món quà nhỏ nhỏ thôi, đúng không? Thứ 10 là ưu đãi dành cho hội viên. Nếu như mà bạn mua thẻ hội viên của tôi, bạn làm thẻ hội viên của tôi, bạn sẽ luôn được giảm giá, luôn được cộng điểm, luôn được tích điểm, luôn được ưu đãi, luôn được tri ân, đúng không ạ? Luôn được có những cái phần quà hay những cái lợi ích đặc biệt là những cái hãng nước ngoài, đúng không ạ? Những hãng lớn họ thường xuyên sử dụng cái chương trình thẻ hội viên này để mà gia tăng cái lòng trung thành của khách hàng.
và cung cấp cho thẻ hội viên này những cái đặc quyền. Đấy, thì cái đấy là cái mà các anh chị có thể tham khảo nhé. Số 11 là khách hàng tự do trả giá. Tức là gì? Tôi hôm nay tôi sẽ sẵn sàng free con iPhone này. Giá là cho các bạn tự trả giá, và miễn là giá đấy là giá cuối cùng, giá duy nhất, có đúng không ạ? Tự do trả giá tức là khách hàng thích trả bao nhiêu thì trả. Thẻ tích điểm là cái hình thức mà chúng ta cũng rất là thường xuyên sử dụng, đúng không ạ? Thứ 13 đấy là gì ạ? Bù tiền thừa cho khách hàng bằng quà tặng. Đấy. Chẳng hạn là họ thừa có 5.000 thôi thì mình có thể bù cho họ bằng món quà 10.000. Đấy cũng là một cái cách mà chúng ta sẽ lấy lòng khách hàng, nhất là trong những mảng bán lẻ, đúng không ạ? Và chúng ta bán hàng trên Facebook, bán hàng trên Internet thì hầu như chúng ta bán lẻ mà, có đúng không ạ? Chẳng qua là bán lẻ trực tuyến thôi. Làm tròn giá, đúng không ạ? Là kỹ thuật số 14. Kỹ thuật số 15 là gì ạ? Bán hàng trọn bộ, đúng không ạ? Ví dụ bây giờ mình bán ga, đúng không? Tôi thấy cái đơn vị bán ga họ thường là sẵn sàng giảm giá rất sâu cái bếp ga, để với mục đích là bạn sẽ nhập ga của họ một năm. Đấy, thế thì người tiêu dùng thấy nghĩ rằng là đằng nào tôi cũng phải mua ga, vậy thì tôi sẽ đăng ký ga của bạn bởi vì bạn tặng cho tôi một cái bếp. Đấy, thì đấy là cái hình thức số 15, đúng không ạ? Vâng, tiếp theo là cái hình thức số 16 là các dịch vụ miễn phí. Tôi sẽ khuyến mại bằng các dịch vụ chứ tôi không khuyến mại bằng giá nữa, đúng không ạ? Bạn mua hàng của tôi bạn sẽ được những cái dịch vụ như thế này, đúng không ạ? Ví dụ bạn mua ô tô của tôi thì tôi sẽ có dịch vụ bảo hành, dịch vụ chăm sóc, dịch vụ tư vấn, dịch vụ miễn phí, mọi thứ tài chính vân vân. Đấy, rồi để mà làm sao chúng ta sẽ tặng được nhiều các cái dịch vụ, nhiều các phần quà hấp dẫn cho khách hàng càng tốt, được không ạ? Còn số 17 là gì ạ? Chúng ta có thể giảm giá hàng tồn kho, hàng bán chậm, hàng lỗi, thanh lý cho đi để lấy vốn về nhá. Bây giờ cái vòng quay kinh doanh nó rất là nhanh, cho nên là chúng ta cảm thấy ôm hàng mà đọng vốn một cái là chúng ta phải tìm cách là cân bằng điểm hòa vốn ngay, được chưa ạ? Ví dụ như tôi đang làm cho một cái khách hàng ở Ninh Hiệp đấy, thì họ có một cái lượng hàng rất là lớn ở trên dây chuyền sản xuất, thế là họ cần phải thanh lý đi để họ lấy vốn về, và họ sẽ đánh vào những cái mặt hàng khác hiệu quả hơn. Thì đây cũng là một cái kinh nghiệm rất là quan trọng, đúng không ạ? Số 18 là chuyên khách hàng. Chuyên khách hàng là một cái lý do mà rất là phổ biến và dễ thuyết phục khách hàng để có thể khuyến mại giảm giá đủ thứ, đúng không ạ? Khuyến mại khi ra mắt sản phẩm mới, đây cũng là một cái cách mà chúng ta sẽ làm, đúng không ạ? Bởi vì cái khi mà ra mắt sản phẩm mới thì bao giờ giá nó sẽ cao, và chúng ta giảm giá một chút thì cũng sẽ rất là tốt, đúng không ạ? Số 20 là gì ạ? Chúng ta có thể cung cấp các dịch vụ tư vấn miễn phí. Đấy, bạn có thể mua hàng hoặc không mua hàng, thế nhưng mà tôi có thể tư vấn miễn phí. À, ví dụ như một cửa hàng thời trang thì có thể khuyến mại cho khách hàng bằng cách là sẽ có người mẫu nổi tiếng, sẽ có ca sĩ nổi tiếng, sẽ có stylist nổi tiếng, sẽ có nhà thiết kế nổi tiếng để mà tư vấn về phong cách ăn mặc cho các bạn. Ví dụ như là các bạn đang làm thời trang, các bạn có thể nhờ tôi tư vấn giúp, đúng không ạ? Bởi vì tôi cũng làm thời trang 7-8 năm nay rồi, và cũng trộm vía là cũng khá là thành công với một cái chuỗi cửa hàng thời trang. Tôi có rất nhiều kinh nghiệm để giúp các anh chị phát triển cửa hàng thời trang và các chương trình marketing. So sánh giá, đúng không ạ? Chúng ta phải so sánh làm sao khéo léo để mà khách hàng nhận ra rằng giá của mình là tốt, đúng không ạ? Ví dụ như là cửa hàng tôi là bán giày dép là rẻ nhất ở Hà Nội. Đấy, thì đấy là một cái hình thức, đúng không ạ? Một cái nguyên tắc nữa là nguyên tắc 80-20, tức là 80% lợi nhuận, đúng không ạ, đến từ 20% khách hàng thì chúng ta đã được biết. Thế thì tôi đưa ra trong cái chương trình khuyến mại đấy là 20% các mặt hàng thường xuyên bán mà cửa hàng của bạn bán rẻ hơn, thì 80% các mặt hàng còn lại khách hàng nghĩ rằng là bạn cũng bán rẻ như vậy. Thế đây cũng là một cái mẹo để các bạn tăng cái hoạt động bán lẻ của mình lên nhá. Nếu như các bạn đang bán siêu thị tạp hóa hay là bán lẻ quần áo, thời trang, nước hoa, đồ dùng, hãy áp dụng chiêu này của tôi rất thành công đấy. Được chưa ạ? Luôn thêm chứ không bớt. Đấy là cái phương pháp số 23. Luôn luôn cho khách hàng thêm. Thêm cái gì cũng được, đúng không ạ? Thêm một cái nhỏ nhỏ, thêm một cái sự tình cảm, thêm một cái sự quan tâm, thêm một cái sự nâng niu, thêm một cái sự quan tâm đấy là chúng ta đều được. Ví dụ như là có thể là các dịch vụ trước, trong và sau bán, đúng không ạ? Các cam kết hỗ trợ, quà tặng, sách, ebook, phần mềm, vân vân. Cách thứ 24 đấy là chúng ta có thể khuyến mại ngẫu nhiên, đúng không ạ? Bằng cách là chúng ta có thể chọn lọc một tập khách hàng và chúng ta chỉ định và chúng ta nhắn tin để mà khuyến mại cho một cái tập khách hàng đó thôi, thì cái đấy tôi gọi là khuyến mại ngẫu nhiên. Ví dụ như Viettel chẳng hạn, họ thường xuyên lựa chọn những cái tập khách hàng để họ làm. Đấy. Tiếp tục đấy là chúng ta có thể cải thiện các cái mẫu mã, bao bì, trọng lượng của sản phẩm, nhưng mà
giữ nguyên mức giá. Đây cũng là một hình thức khuyến mại rất là thông minh. Hình thức tiếp theo, hình thức số 27, đấy là tặng phiếu mua hàng, phiếu giảm giá cho khách hàng và cho người thân của khách hàng để gia tăng thêm cái lượng khách hàng tái mua, gia tăng cái lượng khách hàng mới bằng chính khách hàng của mình. Đây cũng là một chiêu rất là tuyệt vời các anh chị nhé. Tiếp tục, đấy là chúng ta có thể sử dụng cái phương pháp khuyến mại là win-win, tức là cả hai bên cùng chiến thắng, bằng cách là chúng ta sẽ kết hợp với đối tác của chúng ta, lấy quà của đối tác để tặng cho khách hàng của chúng ta. Bởi vì đối tác và chúng ta là đều có chung với tập khách hàng này mà không cạnh tranh với nhau, đúng không ạ? Chẳng hạn tôi làm đào tạo thì tôi có thể kết hợp với công ty phần mềm, tặng phần mềm cho các anh chị. Bởi vì phần mềm chính là cái phần mà các anh chị sẽ cần phải sử dụng khi học khóa học của tôi. Tôi lấy ví dụ như vậy, được chưa ạ? Hãy ký liên kết với các đối tác của mình để tặng quà cho các cái đối tác, được chưa ạ? Rồi thì chúng ta có thể là đưa ra các cái dịch vụ cao cấp cho những sản phẩm bình thường. Thông thường khi về nói về những cái sản phẩm cao cấp thì chúng ta mới được hưởng các dịch vụ cao cấp. Thế nhưng mà sản phẩm bình thường thôi, bình dân thôi mà các bạn cũng được hưởng cái cao cấp đấy thì mới là tuyệt vời các bạn nhé. Rồi khuyến mại bằng cách dùng thử, bằng cách cho đi, vân vân, đúng không ạ? Khuyến mại vào những cái dịp đặc biệt, ngày lễ đấy, chẳng hạn như là Tết Nguyên Đán, lễ tình yêu quốc tế phụ nữ, Tết độc lập thiếu nhi, đúng không ạ? Vân vân, Tết Noel, rồi thì lễ tạ ơn các chương trình sinh nhật công ty, sinh nhật khách hàng, đúng không ạ? Và cuối cùng đấy là các anh chị phải luôn luôn giữ chữ tín với khách hàng và giữ thương hiệu, làm cho khách hàng thỏa mãn nhiều hơn thì các anh chị sẽ thành công. Thì do cái thời lượng nó có hạn, cho nên tôi sẽ giới thiệu các anh chị khoảng 30 cái phương pháp khuyến mại như vậy.